sáng ngày 24 tháng 2, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã, Ban tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Hà Lan lần thứ 6 năm 2019 đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ 6 năm 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Trần Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ 6 năm 2019 có 27 đội bóng đến từ các trường tiểu học và 23 đội bóng đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Khối tiểu học được chia thành 9 bảng và khối trung học cơ sở được chia thành 8 bảng thi đấu vòng loại, chọn các đội bóng xuất sắc thi đấu vòng chung kết. Giải được tổ chức thường niên nhằm tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, khuyến khích động viên các em tham gia tập luyện, rèn luyện. Đồng thời, qua đây để các huấn luyện viên sẽ tuyển chọn ra các cầu thủ tiêu biểu đại diện cho đội bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Đông Triều tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu giữa đội bóng trường tiểu học Kim Đồng gặp đội bóng trường tiểu học Bình Khê 2, đội bóng trường trung học cơ sở Nguyễn Du gặp đội bóng trường trung học cơ sở An Sinh. Các đội bóng đã thi đấu rất sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ động viên của học sinh, giáo viên và nhân dân trên địa bàn thị xã. Thời gian tổ chức vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019.